Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị khán giả, Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế. Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống hôm nay sẽ chia sẻ quan điểm về hạnh phúc của chị em phụ nữ cũng như những nỗ lực vươn lên của chị em để tự khẳng định bản thân mình, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn luôn tồn tại. Và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ngày Gia đình Việt Nam là dịp để mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có bố mẹ. Mỗi cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua khó khăn để có một gia đình hạnh phúc. Mỗi người, mỗi gia đình có quan niệm khác nhau về xây dựng gia đình, giữ gìn hạnh phúc, mái ấm, giữ gìn nề nếp, gia phòng. Gia đình xuất phát từ người vợ, người chồng và xuất phát từ sự hiểu biết của người vợ. Đấy, sự nhường nhịn của người vợ và sự thấu hiểu của người chồng sẽ tạo nên cái hạnh phúc gia đình trong cuộc sống. Mỗi người, cả vợ cả chồng trong gia đình mình, mỗi thế hệ khi mà chung sống với nhau, mình phải hiểu biết có sự tôn trọng và là sự nhường nhịn của người phụ nữ, thì từ đó sẽ tạo ra một cuộc sống hạnh phúc của gia đình ấm êm. Từ bao đời nay, gia đình Việt Nam là nơi hình thành nhân cách, trí tuệ và nuôi dưỡng tình cảm tốt đẹp trong sáng của mỗi con người, là nơi gìn giữ và lưu truyền bản sắc văn hóa dân tộc. Gia đình là nơi để chúng ta hướng về cội nguồn, về người thân, qua đó nuôi dưỡng những tình cảm đẹp, những giá trị văn hóa cao quý của dân tộc. Cho dù đi đâu, làm gì, gia đình vẫn là nơi để nhớ, để yêu thương và để quay về. Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 là dịp để mỗi chúng ta lắng nghe, chia sẻ và tiếp nối, lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, vun đắp thêm những giá trị để có thêm nhiều gia đình hạnh phúc. Vấn đề bình đẳng giới trong gia đình, từ thành thị cho đến nông thôn, đã có bước chuyển biến rõ rệt. Người chồng, người nam giới trong gia đình đã chủ động giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ việc nhà với người phụ nữ. Trong mỗi gia đình đã có sự phân công lao động hợp lý, cho nên người phụ nữ có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động cộng đồng. Các thành viên chăm lo xây dựng gia đình hòa thuận, đoàn kết, tiến bộ, sống kỷ cương, ứng xử lễ phép, gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật, quy ước, hương ước của địa phương, chung tay cùng cộng đồng xây dựng các công trình phúc lợi, cảnh quan môi trường, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Thời gian qua, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo được quan tâm hỗ trợ để phát triển kinh tế gia đình. Các hộ gia đình tiêu biểu làm kinh tế giỏi, vượt khó vươn lên, nuôi dạy con tốt, được biểu dương khen thưởng kịp thời. Tập trung chủ yếu tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về an sinh xã hội, về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Và tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình với chủ đề là gia đình bình an, xã hội hạnh phúc. Nhiều mô hình về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình tiếp tục được duy trì triển khai thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã nhân rộng được 25 mô hình phòng chống bạo lực gia đình. Trong đó có 125 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và 125 nhóm phòng chống bạo lực gia đình. Góc tư vấn về giới và gia đình của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được duy trì bằng hai hình thức là tư vấn trực tiếp và tư vấn qua điện thoại. Bên cạnh đó, hội còn duy trì hoạt động của trên 280 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và 280 mô hình, loại hình câu lạc bộ, thu hút gần 11.000 thành viên hội viên phụ nữ tham gia. Thông qua các hoạt động hỗ trợ, bồi dưỡng kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình, chính quyền địa phương, người dân đã kịp thời can thiệp, xử lý các vụ việc, góp phần giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình xảy ra, hàn gắn nhiều gia đình nguy cơ tan vỡ. Thưa quý vị khán giả, nhằm biểu dương tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền vận động phụ nữ các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội, kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Sáng ngày 22 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Cạn đã phối hợp tổ chức giao lưu gặp mặt, biểu dương các gia đình phụ nữ tiêu biểu trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc
nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2022. Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong hoạt động gặp mặt này, ngoài ôn lại truyền thống Ngày Gia đình Việt Nam, các gia đình còn có dịp giao lưu, chia sẻ quan điểm xây dựng một gia đình hạnh phúc, chia sẻ kinh nghiệm để chèo lái gia đình qua những thăng trầm của cuộc sống. Ai cũng thế thôi, không tránh khỏi những lúc mà chồng bát có khi xô. Nên mà khi mà vợ chồng có giận dỗi nhau thì thứ nhất không nên tranh luận với nhau trước mặt con cái, cha mẹ già. Đặc biệt là khi tranh luận với nhau thì tuyệt đối không được nói láo, không được xưng bậy, nói láo nói bậy và xưng hô như cô, tôi, anh tôi, mày tao. Đấy là cái điều không nên tối kỵ nhất trong mỗi cuộc tranh luận của vợ chồng, nó gây sức mẻ tình cảm của gia đình. Vấn đề về bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ trẻ em cũng được đề cập tại buổi giao lưu gặp mặt. Điều này cho thấy ở đâu đó phía sau nhiều cánh cửa, bạo lực gia đình vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ, cả về tinh thần lẫn thể xác. Do đó chúng ta cần tăng cường tuyên truyền về hiến pháp, luật hôn nhân và gia đình, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, bộ luật dân sự, đặc biệt là luật phòng chống bạo lực gia đình 2007, từ đó tạo ra chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội để phòng chống bạo lực gia đình. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho toàn xã hội, đặc biệt là nâng cao nhận thức của hội phụ nữ, của mỗi cán bộ phụ nữ, chị em phụ nữ phải tự bảo vệ mình, phải tự thấy được cái vai trò, vị thế của mình, phát huy nội lực để khẳng định mình trong xã hội và trong gia đình. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Cạn đã biểu dương 12 gia đình tiêu biểu trong phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Gắn với xây dựng gia đình văn hóa, gia đình 4 chuẩn mực được giới thiệu từ các tổ chức hội cơ sở. Buổi giao lưu gặp mặt các gia đình tiêu biểu nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam là hoạt động ý nghĩa. Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền nâng cao việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp trong gia đình, giúp cán bộ hội viên phụ nữ hiểu hơn ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam, đồng thời biểu dương tôn vinh những gia đình tiêu biểu trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trên địa bàn thành phố Bắc Cạn. Thưa quý vị khán giả, xây dựng gia đình hạnh phúc luôn là mong muốn của tất cả mọi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được điều này, và câu chuyện về hạnh phúc mà cụ thể hơn là hạnh phúc của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại khác nhiều so với suy nghĩ của ngày xưa. Ngày nay, ngoài vun đắp cho gia đình, phụ nữ đã nỗ lực phát triển kinh tế để tự chủ cho bản thân và có chỗ đứng trong gia đình và xã hội. Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Khi lập gia đình, chị Hoàng Thị Giang, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn đã bươn trải làm nhiều nghề khác nhau như bán rau, thu gom phế liệu để mưu sinh. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, luôn tìm ra một hướng phát triển kinh tế phù hợp và mong muốn thay đổi cuộc sống, chị Giang đã đi học nghề cắt tóc, gội đầu, làm đẹp toàn diện. Sự lựa chọn này đã giúp chị thay đổi cuộc sống, thay đổi suy nghĩ về gia đình. Đặc biệt, chị Giang cảm thấy mình tự tin, mạnh dạn hơn khi giao tiếp với mọi người. Độc lập về kinh tế thì mình muốn đi mua gì, muốn đi sắm gì, hoặc mình muốn đi chơi, hoặc là mình thích làm gì mình làm. Vậy đó, đấy là chuyện tổ tế kinh tế. Từ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp hội trong phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cùng với các gia đình chính sách ưu đãi và sự quan tâm chia sẻ kịp thời, đã giúp nhiều phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp hội phối hợp tổ chức 33 lớp tập huấn cho trên 1.000 cán bộ hội viên phụ nữ về nâng cao kiến thức kinh doanh, hướng dẫn khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng vật nuôi. Hội đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ gần 830 tỷ đồng với 14.000 hộ vay. Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển tỉnh Bắc Cạn có tổng dư nợ gần 50 tỷ đồng với gần 5.000 thành viên tham gia. Chia sẻ chị em là nhờ nguồn vốn vay của nhà nước thì mình cũng vận dụng vào đấy và làm như nào để có sinh hoạt cho nó ổn định, thu nhập ổn định, sinh hoạt cho đời sống của mình đỡ vất vả. Hàng quý, hàng tháng thì Hội Phụ nữ Phường Đức Xuân thì triển khai bằng những hình thức như văn bản trong các cuộc họp về mô hình phát triển kinh tế để cho hội viên vươn lên thoát nghèo. Có nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì các chị được tiếp cận những nguồn vốn
giải quyết việc làm để phát triển kinh tế gia đình, để làm những kinh doanh, mở cửa hàng, vươn lên thoát nghèo trong cuộc sống. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục nhân rộng những mô hình điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ học hỏi, từ đó làm thay đổi tư duy, giúp chị em chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình, nhiệt tình tham gia các hoạt động chung vì cộng đồng, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của chị em phụ nữ trong gia đình và xã hội. Thưa quý vị, để phụ nữ khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp nhằm hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, giải đáp những thắc mắc của chị em phụ nữ, diễn đàn phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, giới thiệu sản phẩm và nâng cao năng lực cho hội viên phụ nữ khởi nghiệp OCOP vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức là một trong những hoạt động từng bước khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ. Xin phép đặt ra một câu hỏi. Thứ nhất là về cái yếu tố quan trọng của một việc kinh doanh chính là tính khả thi. Vậy để đánh giá tính khả thi thì của ý tưởng đó thì cần thực hiện các bước đó như thế nào ạ? Để làm sao là đánh giá được những cái ý tưởng kinh doanh thì theo tôi sẽ phải xem là cái ý tưởng đó và mình định kinh doanh về cái sản phẩm nào. Và cái sản phẩm đó có theo cái xu hướng phát triển của thị trường hay không? Có được thị trường chấp nhận hay không? Tôi lấy ví dụ như là sản phẩm về thực phẩm chẳng hạn. Thì cho cái xu hướng hiện nay thì người dân sẽ xem là cái sản phẩm đó có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không? Qua những thắc mắc được giải đáp rõ ràng, chị Lương Thị Bông cảm thấy mình được đổi mới tư duy, nhận thức trong thực hiện ý tưởng kinh doanh, xây dựng sản phẩm OCOP tại địa phương. Tôi nhận được từ phía ban tổ chức sẽ hướng dẫn và tạo điều kiện cho hội viên cũng như là xã, trên địa bàn xã về cái thực hiện quy trình sản phẩm của OCOP của mình. Tại diễn đàn, các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ, đối thoại về những giải pháp xây dựng sản phẩm, thực hiện ý tưởng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Chị em phụ nữ đang xây dựng các sản phẩm của mình đã được giới thiệu rõ hơn về quy trình, thủ tục, chia sẻ cách đăng ký chứng nhận sản phẩm OCOP và khởi tạo ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Qua diễn đàn thì chị em cũng đã được các chuyên gia cũng như là những chị em có cái kinh nghiệm trong cái quá trình xây dựng sản phẩm OCOP và cũng đã đăng ký những cái sản phẩm OCOP và đã có những cái kinh nghiệm để mà triển khai rồi thì là chị em cũng sẽ đã trao đổi lại và cũng đã giải đáp những cái thắc mắc, những cái khó khăn trong cái quá trình mà triển khai thực hiện. Diễn đàn khởi nghiệp giới thiệu sản phẩm và nâng cao năng lực cho hội viên phụ nữ khởi nghiệp OCOP là một hoạt động đưa tới cơ hội lớn cho hội viên phụ nữ có ý tưởng, đề án, dự án, mong muốn khởi nghiệp. Đây cũng là diễn đàn để kết nối giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ xây dựng thương hiệu nhằm thu hút hội viên phụ nữ biết đến các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của Hội Liên hiệp Phụ nữ, từ đó tự nguyện tham gia vào tổ chức hội. Thưa quý vị, bên cạnh phát triển kinh tế, chăm lo cho gia đình, thì các chị em phụ nữ luôn quan tâm tới hoạt động bề nổi, rèn luyện sức khỏe. Hội thi dân vũ thể thao trực tuyến do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động trong vòng một tháng đã được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia, tạo sự lan tỏa. Video tham gia hội thi dân vũ thể thao trực tuyến của Liên hiệp Phụ nữ Công an tỉnh được đánh giá là phần dự thi xuất sắc nhất trong tổng số 44 bài dự thi từ cấp cơ sở gửi về, với độ dài gần 9 phút trên nền nhạc quê hương. Chị em phụ nữ Công an tỉnh đã được người xem đến với danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể, di tích lịch sử Nà Tu trong nhiều trang phục của các dân tộc và sự khỏe khoắn trong cảnh phục của chiến sĩ công an. Qua cái hoạt động tập luyện thể thao dân vũ, hội thi dân vũ thì hội viên hội phụ nữ công an tỉnh là cũng được gắn kết với nhau, cũng tập luyện với nhau, tạo cái khí thế sôi nổi trong cán bộ hội viên phụ nữ công an tỉnh. Với chủ đề vũ điệu khỏe đẹp, hội thi dân vũ thể thao trực tuyến đã thu hút 40% tổ chức hội phụ nữ tham gia gửi bài về ban tổ chức. Đa số bài thi đều có sự đầu tư về nội dung, trang phục, động tác, hình ảnh, cảnh quay linh hoạt. Các tiết mục dân vũ thể thao được thể hiện trên nền nhạc các ca khúc Việt Nam ca ngợi quê hương đất nước, gia đình, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Các bài thi đã thể hiện được tinh thần thể thao, rèn luyện thân thể của cán bộ hội viên phụ nữ. Nhìn chung là
Ở đây thì các cái đơn vị tham dự thi đã có cái sự cố gắng khi mà đưa các cái nền nhạc của dân tộc, rồi là những cái bài ca ca ngợi đất nước, rồi là những cái bài ca ca ngợi truyền thống phụ nữ để tạo thành cái nền nhạc cho các cái bài thi dân vũ của các đơn vị. Sau đây là lần đầu tiên tổ chức nên nhiều video clip hình ảnh không rõ nét, có nhiều tạp âm, clip chưa có tính sáng tạo. Qua lựa chọn, ban tổ chức hội thi đã trao 11 giải cho các đơn vị có bài dự thi hay, đặc sắc nhất. Hội thi dân vũ thể thao sẽ là tiền đề để chị em nhân rộng mô hình luyện tập dân vũ, một môn thể thao nhẹ nhàng, phù hợp với mọi lứa tuổi và góp phần lan tỏa hình ảnh về hoạt động hội phụ nữ và những đóng góp của hội viên phụ nữ trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.